Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 26 tháng 12 năm 2021 về việc Dụ Hin, Đức Huy và Khánh My hẹn hò qua một chi tiết rõ rành rành. Đàng gái tự spoil luôn, vào đêm Noel ngày 24 tháng 12 vừa qua team qua đường bắt gặp đại gia Đức Huy đi xe hộp 30 tỷ vừa tậu để sánh đôi bên diễn viên Khánh My. Đáng chú ý kể từ khi bước ra siêu xe, chồng cũ Lệ Quyên có hành động đặt tay lên eo Khánh My vô cùng tình tứ. Cũng từ đây cả cõi mạng Dụ lên nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò cho đến mới nhất trên các diễn đàn bàn luận showbiz. Nhiều netizen soi ra chi tiết chứng minh Đức Huy và Khánh My có mối quan hệ đặc biệt. Cụ thể, các thám tử mạng phát hiện thời gian gần đây, nữ diễn viên thường khoe ảnh che chin tại sân golf, trong khi trước đó cô không quá đam mê với thú vui này của hội nhà giàu. Đáng chú ý, đây lại là địa điểm mà đại gia Đức Huy thường xuyên ghé chơi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc Khánh My và Đức Huy lui tới sân golf này chỉ là trùng hợp. Thực hư ra sao còn phải chờ người trong cuộc làm rõ. Bức hình Khánh My che chin bên sân golf được đăng tải vào tháng 10. Đáng chú ý, đây lại là địa điểm Đức Huy thường xuyên lui tới chơi golf. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng có thể do trùng hợp về địa điểm và sở thích chơi golf. Trước đó, team qua đường bắt gặp Đức Huy và Khánh My sánh đôi ngoài phố. Đàn trai còn có hành động tình tứ, đặt tay lên eo Khánh My. 10 ngày trước, Khánh My vừa xác nhận chia tay bạn trai 4 năm. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên: mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.